Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, điện thoại ngày nay trở thành vật bất ly thân đối với nhiều người. Song nếu không muốn mang bệnh vào người, bạn không nên đặt nó ở những vị trí sau đây. Thông tin được đăng tải trên báo điện tử vtv.vn. Không đặt điện thoại dưới gối. Nhiều người có thói quen dùng điện thoại ngay cả khi trên giường, khi đó hãy lưu ý đừng bao giờ đặt điện thoại dưới gối, dưới đây là lý do. Trong lúc bạn ngủ, điện thoại vẫn hoạt động, vì thế những dòng thông báo mới sẽ xuất hiện, làm màn hình sáng lên, ánh sáng này ảnh hưởng đến việc sản xuất melatonin. Tất cả điều này đều ảnh hưởng đến giấc ngủ, một điều rất quan trọng với cơ thể. Tiếp xúc quá lâu với bức xạ điện từ có thể khiến bạn bị chóng mặt, nhức đầu. Nguy cơ cháy nổ điện thoại tăng lên khi bạn để điện thoại dưới gối. Quá trình sạc pin khiến điện thoại nóng lên và có thể dẫn đến cháy. Vì thế, tốt nhất bạn nên để điện thoại tránh xa mình, giường khi đang sạc. Không để điện thoại sát mặt khi nghe. Đừng để điện thoại tiếp xúc với da mặt khi nghe điện thoại. Lý do màn hình và các nút bấm điện thoại đầy vi khuẩn. Đồng thời, nó cũng khiến bức xạ từ điện thoại gần cơ thể bạn hơn. Vì thế, bạn hãy để điện thoại cách người ít nhất là 0,5 đến 1,5 cm. Đặt điện thoại ở túi quần trước ảnh hưởng đến tinh trùng. Nam giới thường không mang theo túi xách, vì thế túi quần trước là vị trí nhiều người lựa chọn để cất điện thoại. Song điều này ảnh hưởng đến sức khỏe của nam giới. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng bức xạ điện từ từ điện thoại ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng tinh trùng. Vì thế, bạn càng để điện thoại trong túi trước càng lâu thì nguy cơ càng cao. Không nên để điện thoại ở túi quần sau. Để điện thoại ở vị trí này rất tiện lợi, song bạn sẽ gặp phải một số vấn đề sau. Điện thoại có màn hình cảm ứng và chúng không chỉ phản ứng lại với ngón tay. Vì thế, bạn rất dễ quay nhầm số tới số máy khẩn cấp mà bản thân không hề biết. Bạn rất dễ bị trộm điện thoại hoặc làm hỏng màn hình điện thoại khi vô tình ngồi xuống. Và bạn cũng có thể bị đau dạ dày và chân. Nguy cơ mù lòa từ ánh sáng xanh của điện thoại. Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại có thể dẫn đến mù lòa và gây ra nhiều tổn thương khác. Theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học, việc sử dụng điện thoại quá nhiều sẽ gây tổn thương cho mắt và có nguy cơ dẫn đến mù lòa. Nghiên cứu chỉ ra rằng ánh sáng xanh của màn hình điện thoại sẽ được võng mạc mắt hấp thụ, từ đó sản sinh những chất độc hại tiêu diệt những dây thần kinh thị giác. Những tổn thương này về lâu dài có thể dẫn đến bệnh thoái hóa điểm vàng và dẫn đến mất thị lực hoàn toàn. Không nên sử dụng điện thoại trong bóng tối để hạn chế những tác hại như vậy. Nguy cơ nhiễm trùng đường ruột vì dùng điện thoại trong nhà vệ sinh. Việc mang điện thoại bên mình mọi lúc, mọi nơi, kể cả vào nhà vệ sinh để đọc tin tức, giải trí, tán gẫu hay xử lý công việc đang trở thành thói quen của rất nhiều người sử dụng thiết bị thông minh trên toàn thế giới. Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy có 75% người mang điện thoại vào nhà vệ sinh, trong đó đến 74% mắc bệnh lý về tiêu hóa và đường ruột. Theo tiến sĩ Ron Cutler, giám đốc khoa học y sinh tại Đại học Queen Mary London, Anh, thì đây là thói quen nguy hiểm đối với sức khỏe. Việc này có thể dẫn đến nguy cơ bị nhiễm các loại vi trùng như Salmonella hay E. coli, gây tiêu chảy, buồn nôn, viêm đường ruột, nhiễm trùng máu, suy thận, thậm chí dẫn đến tử vong. Bức xạ từ điện thoại di động có thể gây ung thư trên chuột. Sau gần 20 năm nghiên cứu về những rủi ro mà sóng điện thoại có thể gây ra cho người sử dụng, các nhà khoa học Mỹ cuối cùng cũng đã có thể đưa ra kết luận nói trên. Cụ thể, nghiên cứu phát hiện ra rằng việc tiếp xúc với bức xạ từ tần số vô tuyến điện, tương tự bức xạ trong điện thoại di động 2G và 3G, có liên quan đến ung thư tim ở chuột cống đực. Một số bằng chứng khác cho thấy có sự liên quan đến khối u não và tuyến thượng thận. Đây là kết quả nghiên cứu của một dự án khoa học quy mô trị giá 30 triệu đô la Mỹ, được điều hành bởi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ. Mặc dù vậy, các nhà khoa học lưu ý rằng bức xạ được sử dụng trong nghiên cứu này mới chỉ tương đương với sóng 2G và 3G, không phải sóng 4G Wi-Fi hay sóng 5G mà một số hãng viễn thông đang hướng tới hiện nay. Vì thế, những người đang sống chung với các thiết bị di động cần phải hết sức chú ý và đề phòng. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thông tin sức khỏe ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những thói quen làm chậm quá trình trao đổi chất gây tăng cân.
Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.